Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin hậu trường đội tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, trong số các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Nga để chuẩn bị trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, có một cầu thủ mà chúng tôi mới nhận được thông tin là một cầu thủ rất đáng chú ý, được coi là thần đồng bóng đá của nước Nga và đặc biệt là được định giá lên đến 1,8 triệu euro, tương đương với khoảng 50 tỷ tiền Việt Nam. Trong tháng 9 năm 2024, đội tuyển quốc gia Nga sẽ sang Việt Nam thi đấu giải giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong các ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 9. Bên cạnh đó, đội U20 Nga cũng sẽ sang Việt Nam để đá giao hữu 2 trận với U20 Việt Nam trong các ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 9. Trong danh sách sơ bộ 38 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nga có hai gương mặt trẻ sáng giá là Alexey Bachakov và Danila Kolob. Đây đều là những cầu thủ quan trọng của U20 Nga trong thời gian qua. Theo huấn luyện viên Ivan Sabarov của U20 Nga, nếu Alexey Bachakov và Danila Kolob lọt vào danh sách cuối cùng 28 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nga, đội bóng trẻ của Nga sẽ bổ sung hai gương mặt khác. Nếu hai cầu thủ này không được đền tên đá đội tuyển quốc gia, họ sẽ tham dự các trận đấu của U20 Nga. Như vậy, chắc chắn Alexey Bachakov và Danila Kolob sẽ sang Việt Nam thi đấu trong tháng 9. Danila Kolob thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Krasnodar của giải vô địch quốc gia Nga và được định giá 1,8 triệu euro, khoảng 50 tỷ đồng. Trong khi đó, Alexey Bachakov đang khoác áo Lokomotiv Moscow và thi đấu ở vị trí tiền vệ. Cầu thủ 19 tuổi được định giá 700.000 euro, khoảng 19,3 tỷ đồng. Hai trận đấu U20 Nga gặp U20 Việt Nam diễn ra trên sân đấu của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội. Theo yêu cầu của ban huấn luyện U20 Việt Nam, các trận đấu này sẽ không đón khán giả vào sân. Còn với đội tuyển Thái Lan, cũng là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới tại Cúp Tam Hùng, thì người hâm mộ của họ đang tỏ ra khá bất bình với huấn luyện viên trưởng Masatada Isi, bởi ông đã triệu tập hai cầu thủ mà trước đó đã từng từ chối gọi lên đội tuyển Thái Lan. Hôm 27 tháng 8, huấn luyện viên Masatada Isi đã công bố danh sách 23 cái tên được gọi lên đội tuyển Thái Lan trong dịp FIFA Day tháng 9 2024. Đáng chú ý, trong danh sách này có cả tên của hai cầu thủ từng khiến người hâm mộ Thái Lan phẫn nộ là Ekanit Pania và Jonathan Kwemde. Đầu tiên là trường hợp của Ekanit Pania, anh từng được đánh giá là nhân tố rất quan trọng trong đội hình đội tuyển Thái Lan. Nhưng sau đó, anh lại từ chối khoác áo vào chiến tại Asian Cup 2023 vì muốn tập trung thi đấu cho câu lạc bộ Urawa Red tại Nhật Bản. Trong máu đội bóng J-League 1, dù không được ra sân nhiều, nhưng Ekanit Pania vẫn được huấn luyện viên Masatada Isi trao cơ hội trở lại đội tuyển Thái Lan. Trong khi Jonathan Kwemde từng tuyên bố giã từ đội tuyển Thái Lan vào tháng 5 năm 2023. Thậm chí, cầu thủ này còn ném cả tấm huy chương bạc vừa cùng Thái Lan giành được tại SEA Games. Anh muốn rời Thái Lan để tìm kiếm cơ hội khoác áo tuyển Đan Mạch, nhưng điều này cũng không thể thực hiện. Sau khi hai cái tên được xem là kẻ phản bội của bóng đá Thái Lan xuất hiện trong danh sách hội quân, người hâm mộ xứ chùa vàng đã có những phản ứng khá quyết liệt. Lý giải cho việc gọi trở lại hai cầu thủ này, huấn luyện viên Masatada Isi nói: "Sau khi Ekanit Pania từ chối khoác áo đội tuyển Thái Lan, tôi đã tới Nhật Bản xem cơ hội tập luyện và thi đấu. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều. Tôi biết được Ekanit Pania vẫn còn khát khao khoác áo đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đã thể hiện tốt trong tập luyện. Đó là lý do tôi quyết định trao cơ hội cho cậu ấy. Tôi không biết Jonathan Kwemde chia tay bóng đá Thái Lan khi nào. Tuy nhiên, sau khi quan sát cậu ấy thi đấu rất tốt trong hệ thống phòng ngự 3 người của câu lạc bộ Ratchaburi, tôi cảm thấy rất ấn tượng. Tôi nhận thấy tiềm năng rất lớn từ Jonathan Kwemde. Do đó, tôi quyết định triệu tập cậu ấy." Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan tiết lộ, trong dịp FIFA Day tháng 9 2024, Voi Chiến có 2 trận đấu với tuyển Nga vào mùng 7 tháng 9 và Việt Nam vào ngày mùng 10 tháng 9. Còn với đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì sao? Lần triệu tập này, nhiều người hâm mộ vẫn không khỏi tiếc nuối khi Đoàn Văn Hậu vẫn chưa có tên. Đương nhiên rồi, lúc này thì cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đang tập luyện và phục hồi, hy vọng chờ một ngày quay trở lại. Ngay chính cả bản thân của cầu thủ quê Thái Bình cũng đã có lúc cảm thấy rất lo lắng, bồi hồi và rất chờ đợi được một ngày quay trở lại đội tuyển Việt Nam. Mùa giải đầu tiên chuyển sang câu lạc bộ mới của Văn Hậu diễn ra suôn sẻ, nhưng kể từ sau đó, mọi chuyện xoay quanh bóng đá lại không may mắn với cầu thủ sinh năm 1999. Đoàn Văn Hậu bắt đầu vắng mặt ở các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Anh lỡ hẹn từ vòng loại World Cup đến Asian Cup. Tại cấp độ câu lạc bộ, Văn Hậu không ra sân một phút nào trong mùa giải 2023-2024 ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chẩn đoán ban đầu với chấn thương viêm điểm bám gân gót chân khiến Văn Hậu nghỉ từ 3 đến 6 tháng vốn đã là tin không vui. Nào ngờ đâu, mốc thời gian anh phải nghỉ thậm chí còn kéo dài 2 đến 3 lần so với dự tính. Sau một năm, Văn Hậu vẫn đang từng bước phục hồi và chờ ngày trở lại. Chấn thương gót chân thực tế không phải lần đầu tiên Văn Hậu gặp phải. Tiền sử chấn thương dày đặc từ năm 2019 đến năm 2021,
cho thấy Văn Hậu ít nhất một lần gặp chấn thương tương tự kể trên. Đầu tháng 11 năm 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội quyết định đưa Văn Hậu sang Singapore để điều trị dứt điểm chấn thương gót chân. Cuối tháng ấy, các bác sĩ tại Đảo Quốc Sư Tử đánh giá chấn thương của anh không nghiêm trọng và không cần phải làm phẫu thuật. Thiết bị hỗ trợ cho cái chân trái của Văn Hậu lúc đấy giờ là một cái chiếc nẹp hiện đại. Một số thông tin cho rằng anh có thể rút ngắn tiến trình bình phục và có thể tái xuất trong giai đoạn một về mùa giải. Tuy nhiên, đến đầu tháng 3 năm nay, rốt cuộc Văn Hậu vẫn phải lên bàn mổ. Đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng 5 năm cầu thủ người Thái Bình thực hiện phẫu thuật chấn thương. Chính việc buộc phải can thiệp dao kéo khiến cho việc hồi phục của Văn Hậu kéo dài thêm. Gần một tháng sau ca mổ, Văn Hậu chia sẻ với báo giới: "Chấn thương của tôi tiến triển khá chậm, chân vẫn còn hơi đau. Tôi rất muốn sớm trở lại thi đấu, nhưng bác sĩ cho biết tôi cần thêm thời gian để bình phục hoàn toàn. Gần như chắc chắn tôi sẽ nghỉ hết mùa giải V-League 2023-2024, bởi khả năng phải đến tháng 8 năm nay tôi mới có thể tập nặng và thi đấu trở lại." Quả thực, trong tháng 8 này, Văn Hậu đã trở lại tập luyện trong phòng gym. Thời gian tới, anh cũng bắt đầu xỏ giày đinh để ra sân rèn với bóng. Nhưng để thực sự bình phục hoàn toàn, Văn Hậu cần thiên nhận ít nhất thêm 2 tháng nữa, dựa trên phác đồ vật lý trị liệu mà bác sĩ, chuyên gia thể lực được phân công hỗ trợ anh xây dựng. Theo tìm hiểu của báo bóng đá, trong thời gian qua, Văn Hậu có những lúc sốt ruột với việc phải nghỉ dài hơn so với dự kiến. Cầu thủ người Thái Bình không tránh khỏi những cảm xúc bồn chồn, lo lắng. Cũng may, với sự tư vấn đến từ bác sĩ của câu lạc bộ và trung tâm PVF, Văn Hậu cũng tìm lại sự điềm tĩnh. Lúc này, anh thực sự nhẫn nại với tiến trình hồi phục của bản thân. Trong thành phần các cầu thủ được gọi lên đội tuyển Việt Nam có thủ môn Nguyễn Philip. Đương nhiên rồi, lúc này thì Nguyễn Philip đang là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ngày hôm qua thì thủ môn của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã gặp một sự cố hy hữu trong buổi tập của mình. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã khởi động mùa giải mới bằng thắng lợi 2-1 trước câu lạc bộ Buriram United của Thái Lan tại giải Shopee Cup. Sau chiến thắng đầy ấn tượng, thủ môn Philip Nguyễn và các đồng đội đã quay trở lại guồng quay luyện tập bình thường để chuẩn bị cho V-League mùa giải mới. Ngày hôm qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có buổi tập trên sân PVF như thường lệ. Tuy nhiên, thủ môn Philip Nguyễn đã bất ngờ gặp một sự cố hy hữu với vòi nước của sân tập. Sau đó, anh đã vui vẻ chia sẻ lại khoảnh khắc đó trên các tài khoản mạng xã hội của bản thân. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải cũng hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Ngoài việc chia sẻ những hình ảnh luyện tập cùng câu lạc bộ Bình Dương, cầu thủ người Nghệ An cũng không quên thể hiện tình cảm với các thần tượng quốc tế. Mới đây, Quế Ngọc Hải đã đăng tải bức ảnh Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Al-Fayha giúp Al-Nass giành chiến thắng 4-1 tại vòng 2 giải Saudi Pro League. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hậu trường đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.